Hi everyone, my name is Thư Lê Anh Thư. I am a teacher at Pedagogical Practice School. Welcome to English 12, Unit 3, The Green Movement, Lesson Number 2, Language. The first part of our lesson is vocabulary. Các em sẽ có tranh ảnh và lời gợi ý để đoán xem từ vựng đầu tiên là từ gì. A gray or black substance that grows on food walls or surfaces in wet and warm conditions. Có nghĩa là cái chất màu xám hoặc đen ở trên thực phẩm, tường hoặc các bề mặt trong điều kiện ẩm ướt và ẩm áp. Nó là từ gì các em? Đúng rồi, nó là mold and mildew. Mold and mildew có nghĩa là nấm mốc và mốc. The next one. Built up or reduced to a very small amount and in danger of running out. Câu này có nghĩa là sử dụng hết hoặc là giảm xuống còn số lượng rất là ít và có nguy cơ bị cạn kiệt. So, what's the word? Yes, it's depleted. Depleted. Nó có nghĩa là cạn kiệt. One more picture. And a large number of things lying around in a state of disorder. Một số lượng lớn những đồ vật ở xung quanh trong cái trạng thái lộn xộn. Vậy thì đó là từ gì các em? Đúng rồi, nó là clutter. Clutter có nghĩa là lộn xộn. One more. A route for something to move along. So what is it? Yes, it's a pathway. Now you look at the picture and tell me the missing phrase. It means to give away or get rid of something. Yes, it's a disposed of. Disposed of. Look at the picture. Is it a medical condition that causes difficulties in breathing? What is it? Right, it's a asthma. Asthma. Rồi, cô mời các em lắng nghe và lặp lại những cái từ mà chúng ta vừa mới học nha. Mold and mildew. Mold and mildew. Depleted. Depleted. Clutter. Clutter. Pathway. Pathway. Dispose of. Dispose of. Asthma. Asthma. So, can you put the stress? Mold and mildew, depleted, clutter, pathway, disposed of, asthma. Nếu như bạn nào tinh ý thì chắc chắn các bạn sẽ biết được những hoạt động nãy giờ mình vừa thực hiện đó chính là bài tập số 1 trong sách giáo khoa của mình ở trang số 32. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm bài tập số 2. Ha. Task 2. Complete the sentences with the correct form of the words or phrases in one. Bây giờ cô và các em cùng nhau tìm từ thích hợp để điền vào 5 chỗ trống của 5 câu phía dưới này nha. Number 1. A degree in environmental studies will be a great towards a rewarding career. Great là tính từ. Phía sau tính từ chúng ta cần một danh từ. Và chúng ta thấy cái câu này có nghĩa là một cái bằng cấp trong nhiều nghiên cứu về môi trường sẽ là một cái gì đó tuyệt vời dẫn đến một nghề nghiệp xứng đáng. Đúng rồi, chúng ta cần điền đó là pathway. Number 2. You should keep your room free from as they can cause serious health problems. Bạn nên giữ căn phòng của bạn khỏi cái gì đó, bởi vì chúng có thể gây những cái vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. From là giới từ, chúng ta sẽ cần một danh từ phía sau nó. Đúng rồi, đó là mold and mildew. Number 3. Two common symptoms of are coughing and breathing with difficulty. Giới từ of phía sau nó cũng cần một danh từ. Và chúng ta có từ symptoms này là triệu chứng. Coughing là ho, breathing with difficulty có nghĩa là khó thở. Vậy thì mình biết chắc chắn đó là asthma, hen suyễn.
Number four, scientists are becoming more and more concerned about how to weigh safely. Sau to này mình cần một động từ. Và mình thấy có cái từ waste này là rác thải. Vậy thì chúng ta sẽ điền dispose of. Number five, if people and businesses don't go green, our natural resources will be. Sau be này mình cần tính từ đúng không nè? Và chúng ta thấy cái từ natural resources này, tài nguyên thiên nhiên nè. Đúng rồi. Chúng ta điền cái từ depleted. Vậy là chúng ta đã làm xong bài tập về từ vựng. Và đó là cái phần đầu tiên trong tiết language. Bây giờ cô mời các em sang phần thứ hai của tiết language nhé. The second part of our lesson is grammar. I have example one. His father is a teacher. Khi nhìn thấy cái câu ví dụ his father is a teacher, các em có thể cho cô biết được chủ ngữ và động từ của câu này là những từ nào hay không? Đúng rồi, his father là chủ ngữ, is là động từ. Vậy thì đối với một câu có một chủ ngữ và một động từ, tức là nó có một mệnh đề độc lập như vậy, thì người ta gọi nó là câu gì? Các em có biết không? Is it a simple sentence? Người ta gọi nó là câu đơn. Khi nghe đến từ câu đơn thì cô biết các em có thể sẽ đang nghĩ đến nếu có câu đơn thì thế nào cũng sẽ có câu ghép, đúng không? Vậy thì chúng ta tìm hiểu thêm câu ví dụ thứ hai cùng cô nha. His father is a teacher and his mother is a writer. Chúng ta cũng phân tích giống hồi nãy, chủ ngữ là his father, is là động từ, his mother thêm một chủ ngữ, is thêm một động từ. Vậy thì câu mà có hai mệnh đề độc lập như thế này thì người ta gọi nó là gì nhỉ? A compound sentence includes two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction. Người ta gọi nó là compound sentence, tức là câu ghép, nó sẽ có hai hoặc là nhiều hơn hai ha, nó có hai hoặc là nhiều hơn hai mệnh đề độc lập, và quan trọng là nó có coordinating conjunction như là and or for, either or, but so, neither nor. Chúng ta đã có câu đơn, câu ghép, và còn thêm một kiểu câu nữa, các em cùng quan sát với cô nha. We'll go out if the rain stops. Câu này mình cũng phân tích giống hồi nãy nè, có chủ từ, có động từ, có thêm một chủ từ, thêm một động từ. Vậy rõ ràng nó cũng có hai mệnh đề ha. Vậy thì nó là kiểu câu gì đây? Ở đây chúng ta có if. Các em còn nhớ đó là kiểu câu gì mà em đã từng học không? If đây đó là câu điều kiện. Và hồi lúc trước khi mình học câu điều kiện, có phải là mình học là mệnh đề chính và mệnh đề điều kiện không? Đúng rồi, mệnh đề chính đó là cái mệnh đề độc lập, we will go out. Và mệnh đề điều kiện if the rain stops, người ta còn gọi nó là mệnh đề phụ thuộc. Vậy thì câu mà có mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc như vậy thì người ta gọi nó là complex sentence ha. Nó có một mệnh đề độc lập và nó thể có một hoặc là nhiều hơn mệnh đề phụ thuộc. Và quan trọng là có subordinating conjunction, như là những cái từ là when, why, because, although, if, so that. Đó chính là phần ngữ pháp mà hôm nay chúng ta học. Câu đơn, câu ghép và câu phức. Simple, compound, complex sentences. Để phần bài học của chúng ta trở nên đơn giản hơn, cô có bản tóm tắt sau đây. Chúng ta có 3 kiểu câu ha. Simple, compound and complex sentences. Kiểu câu đầu tiên là câu đơn thì chúng ta có một chủ từ, một động từ. Kiểu câu thứ hai, compound sentence, thì chúng ta sẽ có hai mệnh đề độc lập và được nói với nhau bằng những cái từ nói như là and, or, for, but, and so. Và kiểu câu thứ ba là câu phức, thì chúng ta sẽ có một mệnh đề độc lập cùng với một mệnh đề phụ thuộc. Nó có thể có nhiều hơn một mệnh đề phụ thuộc. Và quan trọng là sẽ có những cái từ như là when, why, because, although, if, so, that. Lưu ý là mệnh đề phụ thuộc có thể đứng trước hoặc là đứng sau mệnh đề độc lập. Vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu về ba kiểu câu trong tiếng Anh ở phần đầu của phần ngữ pháp trong tiết language này. Và bây giờ
Mình sẽ chuyển sang bài tập thực hành để ghi nhớ những cái kiểu câu này lâu hơn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập thực hành về ba kiểu câu mà chúng ta vừa mới học nha. Task number one. Which of the following are simple compound or complex sentences? Tick the correct box. Number one. We should protect our environment from air pollution. Trong câu số 1 này thì có chủ ngữ là we và động từ chính của nó là protect, should protect. Vậy thì nó có một chủ ngữ, một động từ, nó có một mệnh đề độc lập như vậy thì chúng ta gọi nó là simple sentence. Number 2. The burning of fossil fuels has led to air pollution and deforestation has caused land erosion. Ở câu này chúng ta cũng sẽ phân tích chủ ngữ của nó là the burning of fossil fuels và động từ has led. Phía sau chữ deforestation này nó cũng là một chủ ngữ. Has caused, đây caused là động từ chính. Và quan trọng là nó có cái chữ and. Đúng rồi, có chữ and cho nên mình kết luận nó là compound sentence. Number 3. If we do not stop deforestation, a lot of species will lose their habitat. Ở câu này cô nghĩ là mình sẽ biết nó là kiểu câu gì rất là dễ đây. Tại sao nhỉ? Tại vì nó có chữ if và nó có hai mệnh đề, đúng không? So, it's a complex sentence. Number 4. For some people, a green lifestyle means eating organic food and wearing organic clothing. À, câu này thì chúng ta sẽ phân tích xem chủ ngữ của nó là a green lifestyle và động từ chính là means. Nó chỉ có một chủ ngữ, một động từ như vậy, mình sẽ tick vào cái ô là simple. Yes, it is simple sentence. Number 5. Animals that are raised on certified organic pasture provide organic meat. Câu này nếu mà tinh mắt thì các em sẽ thấy được nó có chữ that và nó cũng có hai mệnh đề ha. Vậy thì nó là kiểu câu gì? It's a complex sentence. Number 6. Because organic vegetables are grown without the use of chemical fertilizers, they are considered healthier. À, câu này thì dễ đúng không các em? Tại vì nhìn vào chúng ta thấy có từ because nè, rồi nó lại có hai mệnh đề nữa. Vậy thì chúng ta kết luận it's a complex sentence. Vậy là chúng ta xong bài tập số 1, bài tập ứng dụng cho ba loại kiểu câu mà chúng ta vừa mới học. Nào cô mời chúng ta cùng chuyển sang theo cái bài tập ha. Task number 2. Combine the following simple sentences using the words from the box. Chúng ta sẽ kết hợp những câu đơn sau và sử dụng những cái từ gợi ý như là and, because, but, if, when and which. Now the first one, we should all adopt a green lifestyle. We will have conserve our natural resources. Chúng ta áp dụng một lối sống xanh, chúng ta sẽ giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Vậy thì chỗ này cần từ gì các em đã nghĩ ra chưa? Đúng rồi, chúng ta cần sử dụng if we all adopt a green lifestyle. We will have conserved our natural resources. Number 2. Some food tastes good. These foods do not have many nutrients. Một số thực phẩm thì ngon. Những thực phẩm này không có nhiều chất dinh dưỡng. Hai ý này nó ngược nhau đúng không? Ngon, không có nhiều chất dinh dưỡng. Vậy thì chúng ta cần một từ gì để thể hiện hai cái điều ngược nhau này? Đúng rồi, đó là but. Some food tastes good, but they do not have many nutrients. We continue with number 3. We should keep the school air clean. This will improve students' concentration and help them to learn better. Chúng ta nên giữ không khí trường sạch. Điều này sẽ cải thiện, sẽ nâng cao sự tập trung của học sinh và giúp học sinh học tốt hơn. Theo mấy em thì chúng ta cần từ gì để kết hợp hai câu này lại? Đúng rồi, đó là because. We should keep the school air clean because this will improve students' concentration and help them to learn better. Number 4. Germs can cause infections in parts of our body. Germs can make us feel unwell.
Vi trùng có thể gây nhiễm trùng cho các bộ phận của cơ thể chúng ta. Vi trùng có thể làm cho chúng ta cảm thấy không khỏe. Hai ý này ngang bằng nhau đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng and. Đúng rồi, sử dụng and. Germs can cause infections in part of our body and can make us feel unwell. Number 5. We won't start conserving the environment. We can only enjoy better living conditions. Chúng ta bắt đầu bảo vệ môi trường. Tất cả chúng ta có thể sống tốt hơn. Vậy thì mình sẽ sử dụng từ when. Đúng rồi. When we all start conserving the environment, we can all enjoy better living conditions. The last one. Coal remains one of the most important energy sources. Coal is still used in a lot of power plants. Than đá vẫn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất. Than đá vẫn được sử dụng trong rất nhiều các nhà máy điện. Chỗ này mình còn lại từ wood, cho nên mình sẽ sử dụng wood. Nó là kiểu câu, đúng rồi, nó là kiểu mệnh đề quan hệ ha. Coal, which is still used in a lot of power plants, remains one of the most important energy sources. Vậy là chúng ta vừa làm xong hai bài tập ứng dụng phần ngữ pháp mà mình mới học, đó là kiểu câu đơn, câu ghép và câu phức. Bây giờ cô mời các em chuyển sang một điểm ngữ pháp tiếp theo trong bài học hôm nay. Đó là relative clauses with which. Và điểm ngữ pháp này nằm ở bài tập số 3, task number 3, combine the following sentences using which. Chúng ta sẽ kết hợp những câu sau đây và sử dụng which. Cô và các em chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điểm ngữ pháp này thông qua bài tập số 3 này nha. Ở bài tập số 3, mình sẽ kết hợp câu mà sử dụng which. Cô sẽ phân tích câu số 1, xem nó như là một câu ví dụ để từ đó đưa ra cái cách làm. Và sau khi có cách làm cụ thể thì các em sẽ tiếp tục làm những câu 2, câu 3, câu 4 và câu 5 của bài tập này nha. Number 1. The water in this river is seriously polluted. This place is some species of native fish in danger of extinction. Nước ở dòng sông này thì ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này làm cho một số loài cá bản địa có nguy cơ tuyệt chủng. Trong câu ví dụ này, trong câu số 1 này thì có chữ this ở đầu câu thứ 2. Và chúng ta sẽ dùng which để thay chữ this. The water in this river is seriously polluted, comma, which places some species of native fish in danger of extinction. Chúng ta sử dụng which thay cho this và trước which sẽ có dấu phẩy, tức là mình không sử dụng dấu chấm nữa, mình đang kết hợp hai câu này thành một câu phức. Ha. Chỗ này which nó là relative clause và which được sử dụng để thay thế cho cả ý của câu phía trước nó. Đây là điểm ngữ pháp thứ hai, relative clause with which. Chúng ta sẽ có hai câu và câu thứ hai thường bắt đầu bằng this. Mình sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ có which để viết lại thành một câu phức. Và chúng ta sẽ có như thế này, viết lại toàn bộ câu thứ nhất. Mình sử dụng dấu phẩy thay cho dấu chấm và sử dụng which thay cho this. Và lưu ý which thay cho nguyên ý văn của câu phía trước nó ha. Đây chính là điểm ngữ pháp thứ hai mà chúng ta học trong bài học hôm nay. Cô mời các em làm tiếp câu số 2. Các em sẽ dựa vào câu mẫu câu thứ nhất cô vừa làm để chúng ta làm câu thứ hai nha. Number 2. The air in most classrooms in this school contains a lot of harmful gases. This is very worrying as many young children are studying here. Các em thấy là ở câu thứ hai nó có chữ this. Mình cũng làm giống như câu thứ nhất, đó là sử dụng which và trước which có dấu phẩy ha. Rất đơn giản đúng không nè.
Bây giờ cô mời các em làm tiếp câu 3, 4 và câu 5. Number 3, we should undergo green by practicing 3Rs, reduce, reuse and recycle. This is always encouraged by environmentalists. Ở đây, câu thứ 2 bắt đầu bằng this, cho nên mình cũng thay thế this bằng which và sẽ có dấu phẩy. Vậy thì dạng bài tập này rất là đơn giản đúng không nào? Chúng ta sẽ thấy this và thay thế bằng which. Number 4, illegal dumping is strictly prohibited in the town. This has helped to keep our environment clean and green. Câu thứ hai bắt đầu bằng this và chúng ta sẽ thay thế this bằng which và có dấu phẩy. Number 5, young people are starting to practice simple green living. This will help to save our planet for future generations. Một lần nữa, this sẽ được thay thế bằng which và có dấu phẩy phía trước which. Vậy thì nãy giờ cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về mệnh đề quan hệ sử dụng which và có làm bài tập thực hành về kiểu câu này rất là đơn giản phải không? Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại xem ở cái lesson 2 mình đã học những gì nè. Và tiếp theo là phần tóm tắt lại bài học ngày hôm nay của chúng ta. Bài học hôm nay chúng ta có phần đầu là vocabulary. Vậy thì ở phần vocabulary này các em đã học được những từ gì? Này, chúng ta đã có 6 từ cụm từ ha. Phần thứ hai là grammar. Chúng ta đã học simple compound complex sentences. Câu đơn là câu có một mệnh đề độc lập. Câu ghép là câu có hai mệnh đề độc lập và được liên kết với nhau bằng những cái từ như là and or, for, but, so. Câu phức là câu có một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc. Có thể nhiều hơn một mệnh đề phụ thuộc nhé. Và có những cái từ để liên kết chúng lại với nhau như là when, while, because, although, if, so, that. Lưu ý là mệnh đề phụ thuộc có thể đứng trước hoặc đứng sau mệnh đề độc lập đều được. Phần ngữ pháp thứ hai đó là relative clause with which. Đó là chúng ta sử dụng mệnh đề quan hệ which để thay thế cho một ý ở câu phía trước, thay thế cho cả một ý câu phía trước nha. Và lưu ý là sẽ có dấu phẩy. Và đó là toàn bộ bài học ngày hôm nay của chúng ta. Cô hy vọng là sau bài học này, các em vừa bổ sung được một số từ vựng cũng như thêm kiến thức về ngữ pháp trong tiếng Anh. Và tiếp theo sẽ là phần bài tập về nhà. Homework. Learn the vocabulary. Do task number 1, page 32. Các em sẽ học từ vựng và làm bài tập số 1 ở trang 32, bài tập của phần từ vựng nha. Vậy là đến đây bài học của chúng ta đã kết thúc. Cô chúc các em luôn vui khỏe, học tập tốt. Thank you very much for your attention and goodbye.